Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền cho cho năm Thơ Mây năm 2023, ngày 12 tháng 4, đoàn công tác thành phố Châu Đốc do ông Quỳnh Chiếu Anh, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, đã đến huyện Prachusa, tỉnh Tà Keo, Trung Quốc, Campuchia thăm chúc mừng tặng quà cho nhân dân hai xã Che Chốt và Công Bung Tiếp đoàn có ngày Nát Sóc Rương, chủ tịch xã Công Bung và ngày Cốt Hon, chủ tịch xã Che Chốt. Thay mặt đoàn công tác thành phố Châu Đốc, ông Quỳnh Chí Quanh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang hai xã chơi Chốt và Công Bung Rô Xăng đón Tết cổ truyền cho năm thơ Mây năm 2023 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Dịp này, đoàn công tác thành phố trao tặng một tấn gạo, 100 thùng mì, 100 phần nhu yếu phẩm và 3 phần quà, tổng giá trị trên 30 triệu đồng. Đồn biên phòng dính Quân trao 4 phần quà cho hai đồn và hai trung đội của hai xã chơi Chốt và xã Công Bung Rô Xăng. Thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, đồn biên phòng Vĩnh Quân trao tặng tiền hỗ trợ cho hai học sinh của xã Che Chốt, mỗi em 3,5 triệu đồng. Đảng quỹ Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quân tặng 5 phần quà cho xã Công Bông Rô Xăng. Đảng quỹ Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế trao 4 phần quà cho xã Che Chốt. Thông qua hoạt động nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới, theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia, cũng như giữa thành phố châu đốc và quyện Sa.